Dạ, em chào chị ạ. Chị ơi, chị đến DK để hôm nay làm phun môi đúng không chị? À, đúng rồi, nhưng mà chị vẫn chưa biết là mình làm màu gì cho nó hợp đấy. Em có thể tư vấn cho chị chọn màu phù hợp không? À, chị thích những cái tông màu như thế nào hả chị? Chị thì chị hợp với những cái màu mà nó sang trọng, là quý phái kiểu tranh xả đấy. Ví dụ như màu hoàng cánh sen này đấy. Đây, nó giống như cái màu này này. Đấy, chị thấy những cái màu này là chị lên là nó rất là sáng, rất là đẹp. Mà nhìn nó lại sang nữa. Tông này mình thấy là cái tông mà nó sáng ra một tí, chạm màu này nó không hợp. Thế thì em vừa nói môi chị làm sao không? Môi chị làm sao? Em ơi, môi chị là không thâm đâu. Chị khẳng định luôn là môi chị không hề thâm. Môi chị màu rất đẹp này, em ướm lên mà xem này. Đấy, rất là đẹp nên rất là sang. Hả? Nên là em cứ phun cho chị cái màu này đi. Ý là em nên nhìn kỹ lại. Không hề thâm một tí nào luôn ấy. Một tí nào luôn em ạ, không hề thâm. Nhá, em lên chị cái màu này thì nó mới hợp với cái thần thái của chị em ạ.